Đây là cái cọc của mình đây không? Vâng, Ranh giới của mình từ đây. Cọc ở đây, ở bên kia Ở nhà, bên đây kia trồng. Đấy. Ở kia trồng đây là cách cột điện này khoảng 2 mét đúng không? Từ cột điện này hướng ra khoảng 2 mét này. Là đúng cái gốc đấy. À, đúng cái gốc này. Mốc cây này là mốc. Cây mít. Đi 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 dọc cái ấy này đi ạ. Dọc cái mặt tiền. Đây ông Tiến này. Rồi hết cái rừng keo này của ông đúng không? Vâng. Đây ạ, đến cái cột này. Cột này tương đương với là cây này thì cây cây gì ạ? Ở bên này nhá, bây giờ nhá, có lẽ là Tết này thì nó gần Tết rồi, nhưng mà sau Tết ý, thì ông lấy cho con cọc tre đấy, cọc tre với lại rào dây thép này, ông rào cho con xuôi xuống dưới kia, những cái chỗ kia nó có cọc rồi đấy, thì ông phải rào lại ranh giới cho con. Bên này cũng có cây tre này nè. Không, phải có cọc tre không ạ? Cọc tre hoặc cây keo. Ừ. Ông đóng cho con cứ ba cái một cái, ông rào xuống cho con để cho nó cho an toàn đúng không ạ? Ở đây nó chéo xuống dưới kia đúng không? Chỗ đưa xuống chỗ cái gốc tre kia đúng không ạ? Thì ở đây nó lại bị chéo như này à? Dưới kia cũng có tre, dưới kia nó tre cứ theo thôi. Cái gốc cây xoan này hả ông? Vâng. Đúng không? Ừ. Cứ theo cái gốc cây xoan này đúng không? Vâng. Đây cái bên ranh giới này nó chưa có cọc thì bây giờ ông con mình đi xuống dưới đấy, đi xuống dưới chỗ xác nhận từng cái góc một. Đo lại, đo theo cái tre, có cái tre mới. Đâu không ạ? À? Từ đâu ạ? Cứ đi theo cái tre. À, cái cây tre này ạ. Thế cây xoan này của ai ạ? À, của bên họ ạ. Hàng chè đấy thì bây giờ nó là thế, còn sau Tết ông phải cho con cái hàng cọc nhé. Rào. Vâng. Tóm gọn là phải rào đi, phải rào thêm cây ấy. Bây giờ là mua, bây giờ qua Tết cái là hàng chè mà nó tới cái gốc tre này luôn hả ông? Thế này qua Tết cái là cháu đi mua khoảng độ mấy chục cái cột xi măng ấy, hoặc là cho đưa cho ông đi mua hộ cũng được. Mua về đây để cho lấy cả cái gai cho nó rào luôn, rào xung quanh luôn cho nó có cụ thể luôn. Từ đâu nữa ông ơi? Có hàng chè, cứ đến hàng chè, cứ cây chè này. Thực ra ngày xưa nó không có giá trị gì, kéo nọ các ông chả để ý gì cái đất này đâu nhỉ? Có để ý không? Có làm ranh giới với nhau không? Có. Bây giờ đến cái cây này gọi là cây gì không nhỉ? Cây quế. Cây quế á? Bây giờ lại đi dọc cái này, dọc cây quế này, hai đây cây quế của ông ạ. Cây quế ở bên dưới, nhà bên dưới thôi. Cây quế là của họ hay là của mình? Của họ. Ừ. Cây quế của họ. Vâng. Để chạy sang bên kia đi thẳng sang đúng không? Quế này là quế của nhà Thắng rồi à? Nhưng mà đây là cái ranh giới là cái cọc tre đấy đúng không? Thôi sớm muộn gì thì con mua mảnh bên dưới thôi. Con có mua mảnh bên dưới thì con mới mua mảnh của ông, chứ không con mua mảnh của ông làm gì. Lúc chú bảo là chú là chỉ mua hết có một tỷ hai. Vâng. Bảo nhà Thắng bảo đấy, tránh nó mua. Đây thì
đến đây ạ? Đến cọc đây. Đây là gốc cây gạo à? Bây giờ đi ngược lên à? Đất của ông méo mó lắm. Thế thì nhìn nó cứ quằn nèo ấy. Bây giờ cọc bê tông này chôn hết rồi đúng không? Đây nha, chỗ này nha. Con quay video lại hết rồi. Cái này là quả người khác. Quả nhà ông ấy bên kia. Quả nhà ông mà hôm nọ ngồi uống rượu mình đúng không? Này chôn cọc thẳng phết đấy chứ. Cái này là ông bán là cái cây chê, cây này cái thứ nào của con sở hữu hết đấy nhá. Cái này chắc được mấy triệu. Cái keo này đã thu hoạch được chưa ông? Chưa nhỉ, non lắm nhỉ. Ở đây là ông trồng lâu chưa? 2 năm thôi. 2 năm. Ở bên này thì cọc bê tông cái thứ đó là ok rồi đúng không?